Và để tiếp tục vòng 1 thì chúng ta sẽ đến với lượt chơi của Xuân Nghị. Xin mời. Xoái ca sơ mi trắng. Ba. Trời hết hồn vậy. Nóng quá hả? Chưa gì hết đã nóng rồi. Cái đó là bài tập giải phóng năng lượng. Còn hai chủ đề hiện đại và đời sống. Mình chọn đời sống đi. Ủa sao mà Khương không vui vậy? Không, đời sống. Anh nhường cho em đời sống, anh chọn hiện đại. Và bây giờ chúng ta hãy cùng suy nghĩ đến với chủ đề hiện đại. Và ngay bây giờ, chúng ta là vòng 1 lượt chơi thứ 3 của Xuân Nghị bắt đầu. Ứng Ba La, ô chữ có 8 ký tự. Nơi nào không nằm trên cao nhưng mọi người vẫn phải lên. Có tường mà lại không có nhà. Hết. Cái gì câu hỏi gì kỳ cục quá vậy? Nghe thấy mệt ha. Nơi nào không nằm trên cao nhưng ai cũng phải lên. Có tường nha, có tường mà lại không có nhà. Trả lời thế được không chị? Đối thủ có quyền làm nhiễu thông tin. Hoặc là lên ghi ý. Lên ghi ý cái gì mà có chữ F đầu tiên kia. Anh nhìn em nè. UFO anh UFO. Chị ơi, chúng ta lên mỗi ngày. Nhân Facebook. Chụp. Sai. Facebook. Đúng rồi. Facebook. Tôi không thèm quan tâm tới đội bạn. Ok. Chị Trâm cảm thấy là câu hỏi này có quá khó không? Nghĩ làm gì chị cũng thấy đúng hết trơn. Và chúng ta cùng nhau khám phá ô chữ. Xin mời. Chị Nghị đã đem về cho đội của mình 25 điểm với câu hỏi số 2. Ứng Ba La, ô chữ số 2 có 10 ký tự. Cũng dùng để bảo mật nhưng không có chìa khóa. Thì chỉ chính chủ mới đóng mở được. Hết. Có thể là một đáp án gần gũi nhưng chúng ta hãy chờ những ký tự hiện ra để mình điền vào cho khớp. Đây là một chức năng. Chúng ta đang dừng rồi. 34 giây và đáp án là chị ơi chị ơi bị sao vậy em thấy anh không có anh đang quay nghĩ nè anh nghĩ ở đâu đó vậy. Đáp án là thôi đếm đây nè 3, 2, 1 đâu vậy giờ lại hết giờ rồi. Chúng ta giúp suy nghĩ một vé được không ạ? Đây cái này là cái gì ạ? Đáp án này là đáp án chính toán sao bị đông. Thường đây là một chức năng xuất hiện trong những chiếc điện thoại di động của chúng ta. Chỉ có chủ nhân đúng dấu vân tay mới mở được. Quả nổi điện thoại thì không có dấu vân tay. Cãi với chương trình nữa. Được cãi với chương trình hoài. Cái cãi hả? Tự nhiên cái cãi thì thôi. Câu hỏi số 3 chúng ta như sao? Ông Ba La, ông chị thứ 3 tử. Ghê vậy. Ê, không? Ủa, sao đọc rõ. Tại cãi quá mà đọc chị nó cãi. Ổn quá. Đọc cho rõ cho tao trả lời. Chị xin lỗi khi ăn hẳn quá hờ. Công nhận cái sự ăn hẳn đó. Cho nên tôi sẽ đọc đàng hoàng lại. Ô chữ số 3 có 9 ký tự. Không phải lòng. Chẳng phải 7. Nhưng chụp một cái là tóm hết được tất cả vào trong một diện tích nhỏ. Hết. Ghê không? Chụp một cái là tóm hết tất cả vào trong một diện tích nhỏ. Chụp cái gì cũng được luôn. Chụp hết cho thế giới. Cái gì đứng trước mặt nó là nó chụp hết. Ủa sao đội mình sao không có cái ý kiến gì cho tôi vậy? Chị ơi, chị nhảy lên. Chị nhảy lên. Chị mình có còn đang trong một đội không? Không, chị đang coi chương trình thôi. Trời ơi, dừng rồi. Và đáp án? Người nghe mấy cái câu đầu tiên là người cũng đã đoán ra được rồi. Dừng rồi. Và đáp án là? Nữa đó. Nữa nha, là một điểm đó nha. Để cho người trả lời, mọi người nên để cho người trả lời. Dạ, mời Nghị. 3, 2 cái 1 hết giờ rồi. Hãy nghe những nhà thông thái của chúng ta đưa ra đáp án. Chúng ta hãy cùng hô to đáp án. Đáp án là cái máy ảnh. Ok đây ok nào. Ok có à? Hồi nãy còn lấy tay kêu chụp vậy là biết rồi. Chúng ta hãy giải đáp ô chữ. Xin mời. Cái máy ảnh. Chúng ta là ô chữ thứ 4 có 8 ký tự. 8 ký tự. Không có nước nhưng lại có nguồn. Lâu lâu lại bị mất nhưng không cần đi tìm. Đó là gì? Hết. Cái gì? Nói lại. Không có nước nhưng lại có nguồn. Lâu lâu lại bị mất nhưng không cần đi tìm. Mất thì chút xíu có lại dừng luôn. Dừng. Ôi tôi chết lộn rồi. Ôi vậy tôi đếm lộn rồi sao chết ra? Rồi ô nước.
người ta. Dần sớm mới giữ điểm á, rồi trả lời từ từ lấy điểm á. Mạng điện tốt chị ơi. Nãy giờ chị có thể kiểu gì chơi không ạ? Hết gì hoài à? Nãy em đi diễn được nè. Cứ gì hoài à? Chị vẫn đang coi chương trình ấm hồ hoài là cái gì? Về đi nghỉ. Thì về đó, cứ sau cái chủ đề này mình mới biết là mình càng ngày càng già đi. Và đáp án đó chính là... Tôi tính nói rồi. Với lượt chơi của Xuân Mỹ nhận về cho đội mình tổng cộng 25 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng Di Khương đến với lượt chơi của mình. Chủ đề còn lại là gì nhỉ? Đời sống. Vòng 1 lượt chơi thứ 4 của Di Khương bắt đầu. Ấm ra ô chữ đầu tiên có 7 ký tự. Cái gì khi bắt đầu thiêu thì lại ngon? Hết. Cái gì bắt đầu thiêu thì lại ngon? Thì ngon. Thiêu là gì? Câu này hơi đố mẹo và câu này có một vài người rất hay đố. Đó là gì? Vui. Đó là gì? À dừng. Và đáp án là rắn nuôi. Đúng không? Sai rồi. Em vô chốt mà. Lúc đầu em nghĩ nó là mắm nêm, nhưng mà nó hiện dư một ký tự cho nên em nghĩ là giấm. Và đáp án chính là... Ủa là chữ... Ôi trả lời, giấm. Giấm nuôi, chốt chưa? Chốt. Và đáp án của chúng ta sẽ là... Sẽ là... Giấm ngủ. Em từ đi qua. Thường thường người ta nói là thiêu thiêu ngủ. Tại đúng không? Không chơi được chị vậy. Ơi, em thích chị á. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Ô chữ có 9 ký tự. Thân hình thì chết đã lâu, mà hai con mắt bộ râu vẫn còn, là cái gì? Hết. Thân hình thì chết đã lâu hả, mà hai con mắt cái bộ râu vẫn còn. Cái gì vậy em? Đố mẹ quá anh đời sống mà. Một loài cây. Cây tre trăm đố. Cái gì vậy chị? Ê, bà này bà chơi chương trình gì vậy trời? À có chương trình cổ tích luôn hả? Dừng. 8 giây. Cây tre khô. Cây tre khô. Chốt chưa? Chốt. Và đáp án của chúng ta là gốc tre khô. Tre mà. Gốc tre thì khi chết rồi còn hai mắt ở cuối cùng rồi, dưới gốc thôi. Lưu. Câu này có liên quan đến một thế mạnh của Duy Khương nha. Ô chữ có 5 ký tự. Nghề nào là trồng rồi lại nhổ? Nhổ trên, nhổ dưới, trồng trên, trồng dưới. Hết. Trồng nhỏ thì ăn sướng hả? Nghề nào trồng rồi lại nhổ, nhổ trên, nhổ dưới? Gặp bác sĩ, nha sĩ. Dừng chưa? Dừng. Và đáp án của chúng ta là? Là nha sĩ á. Dạ. Ta hãy đến với đáp án. Nha sĩ có phải là đáp án? Chính xác. Chúng ta còn một câu hỏi trong chủ đề đời sống nữa. Ô chữ có 15 ký tự. Cụm từ miêu tả cách sống, thích trải nghiệm, cảm giác mạnh. Hết. Cảm giác mạnh như là tóc đỏ, đi chơi xa, khám phá một vùng đất mới, thích trải nghiệm. Dừng. Đáp án là phiêu lưu mạo hiểm. Chốt không ạ? Chốt. Thế nhưng đứng giữa tay kìa. Và chúng ta cùng xem đáp án này là đáp án phiêu lưu mạo hiểm. 20 điểm nữa. Cộng số điểm là 65 điểm. Và chúng ta sẽ cùng tổng kết điểm của cả hai đội. Đội nơ. Sau vòng 1, hai thành viên mang về được cho đội của mình tổng cộng là 79 điểm. Yeah! Và đội Thái quá đi đem về cho mình cũng có một con số 7, nhưng đó là 172 điểm. Đồng nghĩa với việc số tiền thưởng 3 triệu đồng đã thuộc về đội Thái quá đi.